Khi em đi bộ đội á chị. À Khi ở nhà thì bạn đó quay lại người yêu cũ xong rồi lấy chồng. Có càm ràm nhiều quá. Em có tính càm ràm á anh ơi. Chết để về gán chịu đựng. Anh chịu đựng nổi không? Với tính em là sáng nắng chiều mưa giữa trưa bình thường á anh. Giới thiệu lớn lên cho bằng nửa bên kia nghe nha. Em tên là Nguyễn Hùng Dương, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm việc công tác tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Công tác gì Dương? Dạ em đang làm ở trì máy may công nghiệp. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chị Trèo Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và anh trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Lệ Trinh, năm nay em 24 tuổi. Em quê ở Lâm Đồng, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng kế toán ạ. Bây giờ em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là người thẳng thắn trung thực, có lập trường, có chứng kiến riêng. Một điều là em sống rất là tự lập. Em là người biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là em nóng tính á, cho nên dễ đến nói những câu làm người khác buồn. Thứ hai là em hát dở. Không sao anh. Rồi, bạn trai bên kia, mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết lắng nghe, chia sẻ, chân thành, đam mê bóng đá. Mê bóng đá là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Dạ ưu điểm gì? Ôi trời đất ơi. Em đang nói ưu điểm mà chị. Ủa mê chứ đâu có phải cá độ đâu. Thì nào cá độ mới là khuyết điểm. Cái đó là thể thao đó con. Mê tinh thần thể thao. Không có gì đâu vấn đề. Bình thường. Rồi, tiếp tục em trai. Khuyết điểm của em là nhiều khi cũng hơi nóng tính. Nóng, bên kia cũng nóng, bên này cũng nóng. Nóng nhưng mà có thể điều hòa được anh. Điều hòa. Có những cái hay quên. Tình trường thì sao? Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có hai mối tình chính thức chị. Dạ dài nhất là 3 năm. 3 năm sao chia tay em? Khi em đi bộ đội á chị. Khi ở nhà thì bạn đó quay lại người yêu cũ xong rồi lấy chồng. Vậy là em biết kết quả rồi thôi. Rồi bên đây em gái em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Ủa giờ từ hồi lúc đi học đến lúc đi làm không có để ý ai hả em? Dạ lúc đi học thì em cũng lo học thôi. Lúc đi làm thì em cũng làm, với lại môi trường của em cũng nhiều bạn nữ chứ không có nhiều bạn nam. Cũng có vài người thích em, cũng có tìm hiểu cà phê vài lần nhưng em cảm thấy không hợp, không có cho em cảm giác an toàn là em cũng ngừng lại luôn. Vậy là chưa có nắm tay, chưa có hôn gì hết hả? Chưa chị. Trời ơi, uổng phí quá em. Rồi vậy bây giờ em muốn kiếm người sao nè, sao mới là cho em được cảm giác an toàn nè? Về ngoại hình thì cao 1m65, nhìn cũng ưa nhìn xíu, có thể tròn một xíu nhưng mà em không thích người hơi mập quá. Tại vì em cũng nhỏ con thôi. Tính tình thì điềm đạm, biết quan tâm chia sẻ với em những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Em không thích bạn nam hút thuốc, để móng tay dài, có hình xăm. Rồi bên trai bên kia nghe tiêu chuẩn bên này thấy sao em? Biết okay, hút thuốc chị không? Ơi. Có hình xăm không? Dạ không. Có biết hút thuốc không? Dạ không. Có để móng tay dài không? Dạ mới cắt chơi. Hên quá mới cắt. Ok hết rồi đó. Bên kia sao? Bên đây em muốn tìm người bạn gái thế nào? Dạ người bạn gái biết quan tâm chia sẻ, biết lễ phép người lớn, cư xử đúng mực. Khi chuyện gì thì cũng phải nói một lần hai lần, đừng có càm ràm nhiều quá. Em có tính càm ràm á anh ơi. Chết để về gán chịu đựng. Anh chịu đựng nổi không? Với tính em là sáng nắng chiều mưa giữa trưa bình thường á anh. Chết mộ. Cái này... có làm sao đó, người ta 24 tuổi người ta mới chưa có mối tình nào đó. Em có biết nguyên nhân tại sao mà em vẫn một mình không? Tại vì em là một người khá là mạnh mẽ. Từ trước đến giờ thì em vẫn chưa có là xác định cho mình một bờ vai. Kiếm bờ vai đúng không? Bờ dạ. Vai bên đây đủ dựa cho em rồi. Chào dạ, em gái. Dạ. Dễ thương quá. Em không thích gì ở người đàn ông? Sự giả dối, lăng nhăng. Bên đây không có lăng nhăng đâu. Bên đây là người ta đi bộ đội mà người yêu người ta bỏ luôn đó. Nhưng anh mà này... sao người yêu bỏ vậy? Thì đi bộ đội lâu quá, người ta ở nhà có một người yêu cũ khác tới. Rồi người con gái cũng siêu lòng. Nhẹ dạ, cả tin. Em chung thủy lắm anh. Chung thủy phải không? Dạ. Rồi em còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Em thích bạn nam biết đàn biết hát thì càng tốt. Biết đàn biết hát phải không? Dạ. Cái này chúc em thử tới coi sao nha. Dạ dạ. Coi biết hát hay không. Dạ. Rồi bên đây đàn gái dễ thương quá. Cảm ơn. Bây giờ mà đồng ý mà bên kia mà hợp gái được. Hai bên hợp nhau thì em muốn khi nào tiến tới hôn nhân? Tìm hiểu nó trong vòng 1 năm. Rồi tôi qua tôi coi nhà trai còn mới cắt móng tay rồi coi phải không. Trai ta gọn không những cắt móng tay mà cắt móng tóc nữa. Cắt tóc nữa chứ quên. Cũng được. Sao chị Cát Tường thấy ok không vậy? Đủ chuẩn, tròn tròn nhưng mà không có gọi là tròn quá. Em cao mét mấy? Mét 65 chị. Mét 65 đúng chuẩn bên đây luôn. Rồi đâu móng tay mới cắt đâu.
cắt đàng hoàng sạch sẽ luôn. À, cắt đàng hoàng sạch sẽ. Chỉ có để móng chân dài thôi. Không, móng chân dài đâu có mang giày được. Rồi bữa nay anh Linh mang giày mới quá ha. Trời ơi. Rồi lấy vợ về là mình sinh sống ở đâu? Quan điểm là nếu mà về quê được thì về quê, còn lập nghiệp ở đâu được thì ở đó chị. Cũng có cơ sở với quê cũng ổn định được chị. Quê ở đâu? Trà Vinh anh. Trà Vinh làm gì ở dưới? Thì kinh doanh nuôi trồng tôm á chị, nuôi thủy sản. Là hiện giờ ai đang trồng nuôi ở dưới? Dạ ba em. Thôi vậy cũng phải cố gắng ha. Bây giờ mình quyết chí mình lập nghiệp đây thì mình đi lập nghiệp đây đi. Già mình hãy về quê nghỉ hưu. Dạ. Rồi em có yêu cầu gì hay em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Chuyện gì lớn thì làm từ từ cho nó nhỏ lại chứ đừng có xé ra lớn thêm. Cảm thấy cái chuyện gì bao dung được cứ bao dung. Ngoại hình có yêu cầu gì? Thì ngoại hình thì cao từ 1m50 tới 1m6 rồi chị. Không thì em dư quá, rồi, em dư quá. Một phân á chị. Cái này dư 51. Được không? Dạ được. Rồi bây giờ kéo màn lên cho hai bạn trẻ. Ồ quên nữa, hát được không? Đây gặp mặt hát anh. Kéo màn lên hát liền nha. Bạn kia rất là khoái hát. Không, từ từ anh tặng quà không có hát được với anh. Thấy không? Được rồi. Quà nữa hả? Đó lấy gì lấy đi. Đó trời ơi. Móc tùm lum tùm la trong. Để đâu lúc ở trong chứ vậy? Để ngoài chứ trong đâu anh. Rồi. Kéo màn. Em cảm ơn anh. Quà. Anh đeo cho em được không? Dạ. Đeo vàng như đeo gông vào cổ. Biết chừng nào. Tôi hát giờ vu vơ vậy thôi nha. Món quà rất là ý nghĩa. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Anh thấy năm nay là năm của tuổi hai mình, thấy cũng hợp á. Lên đây thì chưa tìm hiểu được nhiều. Đã lên đây rồi thì mở lòng cho anh một cơ hội để có gì đó anh cùng san sẻ công việc với em. Cùng chia sẻ những gì khó khăn trong cuộc sống này nọ. Cùng em đi đến con đường nào đó nó thiệt là xa xa. Con đường nào xa? Làm gọn dữ ta. Mà anh có định lập nghiệp ở đây không anh? Cũng có em. Cũng có hay là chắc chắn sẽ có? Nếu mà trên đây công việc ổn định được thì chắc chắn mình sẽ lập nghiệp trên đây. Hiện tại thì công việc của anh đã ổn định chưa? Ổn định rồi em. Em thì em không có thích chuyện giả dối. Cho nên bạn trai của em á, phải là một người chung thủy, biết quan tâm chia sẻ với em. Em là một người khá là nóng tính, nhưng mà lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh cũng là người nóng tính thì không biết anh. Vậy như anh nóng trong cái vấn đề nào đó nó không căng thẳng lắm. Chứ vậy anh đang làm chuyện gì đó nóng tính thì anh chỉ quay chỗ khác anh làm gì đó cùng bản thân anh thôi, xong rồi thôi, chứ không có ra chạm hay là làm gì đó lên người khác chút giận lên ai đó hết. Vậy là một lúc rồi anh lại hết không? Đúng rồi, qua rồi thôi. Dạ. Anh còn gì có muốn hỏi em nữa không? Cứ bình tĩnh đi anh. Em làm ở Sài Gòn ở chỗ nào? Dạ em ở Gò Vấp. Vậy là tiện quá rồi. Anh ở đường Nguyên Cây Trâm á. Em ở đường số 11 gần đó luôn. Mừng rồi, mặt sách vở. Tại sao mình ở đó rồi. Mình ở đó cũng lâu mà không biết nhau ta. Đúng là định mệnh. Rồi hẹn em hỏi mấy thứ ngày em rảnh mấy ngày? Thường trong tuần em rảnh được bữa. Thường tối thì em rảnh. Ngày em phải đi làm hành chính 8 giờ. Chủ nhật cũng đi làm. Chủ nhật em được nghỉ. Vậy là tiện rồi, chủ nhật anh cũng nghỉ. Anh cũng làm gì hành chính không? Nãy giờ cái gì cũng tiện hết trơn. Anh có dự định gì tương lai chưa? Được thì mình tiến đến hôn nhân, còn công việc ổn định thì kia sắp xếp thì cũng sống được. Quan niệm của anh thì cùng nhau phấn đấu. Hai người cùng làm thì nó sẽ vững chặt hơn một người. Chẳng hạn như anh làm em giữ tiền để chắc hơn anh. Chứ anh làm ra anh giữ mất hết trơn à. Thôi anh, em không cần giữ tiền đâu, anh chỉ cần gửi vào thẻ ATM và em giữ thẻ ATM là được rồi. Ý đó là quan niệm về con cái sao? Em thích hai đứa thôi. Vậy một trai một gái. Vậy là nhất luôn rồi. Trời ơi, ông kêu khoái quá trời. Trai gái được không? Chúng ý mình thì nhưng mình mà ví dụ đám cưới, chừng nào đám cưới bao lâu sau mới có kế hoạch bắt đầu có con? Nếu cưới xong thì trong vòng một thì khả năng có hai chồng thôi, nếu cảm thấy ổn định thì có con thôi chị. Cái này em đồng ý với anh. Tôi thấy cặp nào mới quen cũng nói vậy. Không lên mới có mấy tháng có con liền. Cái lập trường của mình đã đính đắn quyết định hai người cùng hướng đi rồi, chắc cùng nhau làm chứ không có bị ấy chứ đâu anh. Quan trọng là bạn nữ có chịu hợp tác chứ không? Hợp tác nữa. Nói một câu gì đó thật là tình cảm ha. Thì thông qua chương trình này anh muốn sau này sẽ có thời gian nhiều chia sẻ cho em, cùng san sớt những công việc gì đó. Tánh anh cũng tự lập từ nhỏ, gia đình thì cũng có, nhưng mà anh muốn tự bản thân anh làm, mình buông trải cuộc sống á, cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau, mình chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống. Hết thời gian. Suy nghĩ đi và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình nha. 1 2
3. Hết thời gian. Mà em có bấm đó chị. Em có bấm đó chị hả? Bấm sao nó không lên? Em bấm ở đâu? Em bấm không đúng nút. Chứ em bấm cái gì? Cái này là tại em thấy chưa? Em bấm cái nút gì đó chứ không kinh nghiệm anh. Vậy em bỏ anh này rồi em quen anh khác nữa em mới có kinh nghiệm chứ. Chị lại nói vậy. Ai nói gì? Tội cho em. Hồi nãy bạn nó không bấm thì em cảm thấy không, em buồn lắm á. Khi em quay qua em thấy không lên thì cảm giác nó cảm giác như là cuộc sống này như tới đá kia nó sập xuống vậy đó. Ghê vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ? Bây giờ nó vui tươi trở lại rồi. Nắm tay đi em. Dạ. Không, hai bạn này được đấy. Rất là hợp nha. Mặt có tướng phu thê đó, mặt giống nhau đó. Gương mặt này được á. Tham gia vợ chồng son được nè. Chuẩn á, vừa đó. Vài tháng nữa tham gia chương trình Yêu Là Cưới. Thôi nói chứ tụi anh cũng chúc cho tụi em cố gắng nha, cố gắng lên. Dạ. Yên là được đấy ạ. Về có cho vợ đi làm không? Dạ chứ không nữa chị. Hả? Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoa. Em hiện nay, em năm nay 28 tuổi. Thì em đang là nhân viên trong một phòng khám nha khoa tại thành phố Buôn Ma Thuột. Em đến từ Buôn Ma Thuột luôn ạ. À, làm việc ở Buôn Ma Thuột luôn. Dạ. Hôm nay mình xuống đây quay chương trình thôi. Dạ. À, rồi mời bạn trai giới thiệu. À, em tên là Dương Văn Sĩ. Em quê quán thì Quảng Trị nhưng mà hiện tại đang sống tại Đắk Lắk. À, nghề nghiệp em hiện tại thì là nông dân. Em năm nay 36 tuổi. Bên kia Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thì một chỗ đó. Sát bên mà sao không biết nhau, hai người hỏi đi có gần nhau không? Em ở đâu, ngay thành phố luôn hay là ở huyện ạ? Dạ em ở thành phố anh ạ. À, dạ. Anh thì anh ở huyện thôi. Dạ, anh ở huyện nào vậy anh? Anh ở huyện Krông Búc. Dạ. Bạn có những cái ưu điểm và khuyết điểm gì Hoa? Ưu điểm của em đó là hòa đồng và biết cách quan tâm người khác ạ. Và khuyết điểm của em là cũng là vì rất là vui vẻ hòa đồng nên là nói hơi nhiều một tí. Lúc mà em đang ngủ hoặc buồn ngủ thì em dễ bị cáu lắm. Tính tình thì em khá là nóng nhưng mà em có thể kiềm được. Bạn trai thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em đó là sống có trách nhiệm. Trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm trong các mối quan hệ xã hội. Ngoài ra thì em biết được chơi rất là nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tennis nữa. Cũng biết hát. Điểm yếu á, tức là lúc bình thường thì em nói chuyện cũng rất là bình thường. Khi mà gặp một người phụ nữ mà mình thật sự là thích rồi đó thì khi mà tiếp xúc với người đó thì em rất là hồi hộp. Tim thì đập thình thịch, còn mồ hôi tay thì coi như là ướt hết. Nói thì mà cố cỡ nào thì cũng nói cũng không ra được tiếng. Giống như là thời xưa mà mình học, thời học sinh đó là ngồi dưới lớp thì nói chuyện thì rất là to. Nhưng mà khi cô giáo mà gọi lên phát biểu thì nói cứ nói trong họng, nói không ra tiếng. Cũng nhờ cái điểm yếu đó mà hôm nay được gặp anh Quyền Linh với chị Cát Tường với mọi người ở đây. Em học ở đó, học ở Đắk Lắk luôn hả? Em học đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, dạ. Sao tại trở về Krông Búc làm nông? Em cũng làm được 6-7 năm ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà có công việc không thuận lợi lắm thì em mới quyết định là về quê. Bây giờ công việc ở quê là ổn định rồi ha em ha? Dạ. Rồi hôm nay mình đến đây mình tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích người bạn gái là ngoại hình nhìn có duyên một tí. Cũng là người sống nội tâm. Cao thì khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. Còn em cũng không quan tâm về nghề nghiệp. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Xăm môi, xăm mắt hay là tóc đỏ, tóc xanh. Em muốn tìm một người bạn gái tầm tuổi khoảng bao nhiêu? Bằng hoặc nhỏ tuổi hơn là đều được hết chị. Hoa là 28 tuổi. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Chị thấy em cũng có vẻ là thùy mị, có vẻ là thích hợp với ảnh á. Nhưng mà em muốn mẫu người bạn trai em tìm là ngoại hình vóc dáng như thế nào? Em muốn sao? Là bạn trai là cao khoảng 1m7 trở lên. Bên này nghe là cao rồi đó, người ta ngồi ghế mà giống như ảnh ngồi dưới đất là biết anh cao rồi đó. Dạ, không hỏi, không bực bực. Nhưng anh Quyền Linh là được đấy ạ. Răng đẹp chị ạ. Răng đẹp, tại bên đây không thì không đẹp thì em dẫn vô nha khoa em nhổ hết, em bọc răng sứ hết. Tốn tiền lắm chị ạ. Để về bứng đại mấy cây tiêu gì đó rồi đi làm răng. Được không em? Dạ được chị. Được. Chào chị. Dạ chào anh. Nhưng bây giờ nếu được là mình tiến tới hôn nhân luôn ha hay sao? Dạ trong phòng khoảng 6 tháng thì... Về có cho vợ đi làm không? Dạ chứ không nữa chị. Hả? À không, ý em nói không phải làm nông á. À thì tốt quá. Mình ở với ba mẹ luôn hay sao? Dạ mình ở em hiện tại đang ở với ba mẹ. Nhưng mà nếu như cưới nhau thì cũng có thể ở chung hoặc ở riêng. Nghĩa là cái điều gì anh không thích ở người bạn? Em nghĩ là cái mà em không thích đó là ghen tuông cái mù quáng. Mà anh có lăng nhăng không? Dạ không. Không thì thôi yên tâm. Được ha. Dạ. Để tôi hối cô này cho.
anh này là hợp, là lý tưởng. Dạ em chào anh. Chào em gái. Dạ. Anh này không thích tin lắm. Em có thích uống trà sữa không? Cũng thi thoảng thôi ạ. Ngồi trà sữa đừng rủ anh này đi nha. Anh không thích tin lắm á. Dạ. Lớn hơn mình 8 tuổi. Trên về cái khoảng cách, cái sở thích nữa. Em nghĩ rằng em có thể chinh phục được. Dạ, em nghĩ là được. Tại vì cái suy nghĩ em thực ra cũng hơi chín chắn so với tuổi của em á. Nên em nghĩ là tuổi đó là phù hợp với em rồi ạ. Ừ. Dạ. Không, dễ thương á. Anh thấy hai người hợp nhau. Bởi vì cái duyên mà vào tới tận Sài Gòn tụi em mới gặp nhau. Nhưng mà có khi em gặp anh rồi cũng nên. Hả? Tại vì đôi lúc anh tới chỗ em khám răng á. Không, anh đâu có cái răng nào đâu khám. Không, không có răng cũng phải khám, phải đi trồng răng chứ. Không, nói vậy thôi chứ răng đều đẹp lắm. Dạ. Nha, yên tâm. Rồi, dễ thương lắm em trai. Bây giờ kéo màn lên, Sĩ với Hoa gặp mặt nha. Dạ, em chào anh. Chào em. Em cũng có chậu cây này tặng anh. Hy vọng khi anh nhìn thấy cây này thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Gì? Anh thấy em thì anh có giống như trong tưởng tượng của anh không ạ? Đứng trước mọi người thì anh không có bình tĩnh lắm. Nên anh cũng không có tưởng tượng được, không nghĩ tới cái tưởng tượng em như thế nào. Tại vì quá run. Công việc của em là làm cả tuần luôn á. Khá là bận thì không biết thì anh sắp xếp mà thời gian để lên thăm em thế nào. Em thì một tháng em được nghỉ 3 ngày đó. Công việc của người nông dân thì nó không có ràng buộc về thời gian. Đi lúc nào cũng được. Nếu mà xác định mà lấy nhau rồi á thì anh muốn là có mấy người con ạ? Anh nghĩ là 2. Anh có quan trọng con trai hay con gái gì không ạ? À, không. Dạ. Con là được. Dạ. Em có ngại khi mà nếu quen một người nông dân như anh? Dạ em thì em quan trọng là cái tính hợp á. Tại vì em cũng tìm hiểu những người khác rồi nhưng mà do không hợp nên em mới không đến được với người ta. Nên quan trọng là cái tính cách được hợp với tính của em thôi. Dạ. Đây ta nông dân, như ta học đại học rồi ra đàng hoàng. Dạ. Nhưng em hỏi anh coi có tay có rung, mồ hôi tay có ra, tim có đập mạnh chưa? Anh có thấy, cảm thấy rung động gì trước em không ạ? Anh thấy có cảm tình với em. Dạ. Nếu được thì khoảng khi nào là em có thể tiến đến hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng 1 năm. Tìm hiểu cho kỹ một tí. Quan trọng là cũng là tình cảm hai bên. Nhưng mà em chỉ ước lượng thời gian khoảng chừng đó thôi. Có thể sớm hơn chút cũng được. Vậy. Em có thích lãng mạn không? Thật ra tính em thì không có lãng mạn lắm đâu. Nên là anh cũng không phải là lãng mạn theo chiều theo ý của em hay gì hết. Dạ. Tại vì giờ em cũng thực ra là suy nghĩ em cũng lớn rồi. Nên không, cũng hơi thực tế rồi chứ không phải là lãng mạn là phải như thế này kia. Anh thì anh cũng không có được lãng mạn. Dạ. Do đó anh cũng được ga lăng, gọi là lấy lòng bạn gái. Thì anh cái khoảng đó anh không được tốt. Anh cho em hỏi là anh có gia trưởng không ạ? Không, không có gia trưởng. Dạ, anh có thích chia sẻ không? Thích chia sẻ. Dạ, tại vì em á là khi quen ai là em thích chia sẻ, là chuyện gì em cũng nói chuyện với người đó. Tức là em rất là thích chia sẻ đó. Vậy thì em cũng là người sống nội tâm rồi. Đi với người nội tâm thì em sống theo kiểu nội tâm. Mà em cũng khá là hướng ngoại. Tại vì em quen là em dễ làm quen lắm, dễ nói chuyện lắm. Dạ. Tại vì cái công việc của em là bắt buộc như vậy. Quản lý kinh tế thì ai, anh nghĩ là ai quản lý tốt hơn hay sao anh? Anh nghĩ là người đàn ông có thể làm ra tiền, nhưng mà quản lý thì có thể phụ nữ quản lý tốt hơn là đàn ông. Dạ. Tại vì em thì nếu mà đưa em quản lý cũng được. Nhưng mà không phải là như là người ta là quản lý chặt chẽ đâu. Em lúc nào em cũng nghĩ là khi ra đường là phải có tiền. Chứ không thể là đi ra ngoài đường mà được có mấy chục ngàn hay gì. Tại vì mình đi đường có thể là xăng xe hoặc đi cà phê bạn bè á. Thì em cũng không có gắt về mấy chuyện mà... Không kỳ bò về mấy dạ, chuyện đúng này rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta còn 30 giây nữa. Chúng ta hãy nói tất cả những cái suy nghĩ của mình ha. Tầng đáy lòng mình đang cảm nhận thế nào về đối phương. Em có thể mở kiến ra cho anh ấy nhìn 5 giây, 10 giây gì đó. Rất là xinh thấy chưa? Anh cũng rất là thích người mà có một cái má lúng đồng tiền. Thì hôm nay cũng bất ngờ là gặp được em ở đây. Chắc là có duyên trời định. Hy vọng là mình còn có nợ. Anh nghĩ là sẽ có nợ với nhau. Dạ em cũng hy vọng như vậy ạ. Cao ráo đẹp trai, công việc ổn định, hiền lành. Cô gái rất là chín chắn đấy. Có công việc ổn định. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Suy nghĩ thật kỹ. Chiều nay mình có về Đắk Lắk chung. Trên đường về có thể mua tiêu, bán tiêu gì đó. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay đi bạn. Tay lạnh do anh đổ mồ hôi. Rung. Ra mồ hôi không? Có ra mồ hôi tay không? Theo như thủ tục thì chúng ta hôn nhau đi bạn.
dễ thương đấy, anh thấy rất là hợp nha. Lát có về chung không? Ra đi ăn uống, đi xem phim, đi tâm sự, chia sẻ rồi cùng nhau về Đắk Lắk. Đi một về hai đấy. Quá đẹp. Rồi mai mốt trở lại đây ba.